Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hỏi làm sao bình dẫn Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2022. Mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan. thu mua tại vườn. Và xài các hòa lọc nha các bạn. Hiện tại là các hòa lọc em trường ở dòng cống thu mua à, uh, xô 330 g đổ lên. Thu mua tại vườn là giá từ 35 cho tới 45 000 đó còn thì số điện thoại của em trường mình ghim trên màn hình anh em về vườn nào mà muốn bán thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em trường còn riêng về phần xà đài lon thì em mình tiếp tục thu mua tại vườn giá xà đài lon xanh sẽ xanh xô các bạn số giết nhì nha là mua giá là 14, 15, 16 ngàn tùy theo xài xấu đẹp mà giá nó sẽ khác nhau cũng như là vườn xa vườn gần đó các bạn thì gần thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn nói chung phụ thuộc vào chi phí vận chuyển các bạn ơi còn về xà đeo lon vàng là mua xô nhất nhì tại vườn là 23, 24, 25 000 thì theo xài xấu đẹp mà giá nó cũng khác nhau tương tự xài xanh các bạn thì số điện thoại của em mình mình ghim trên góc trái màn hình anh em nhà vườn nào mà muốn bán thì liên hệ trực tiếp nha thì ở đây bên mình thường là nhà vườn điện tới rồi hẹn ngày để coi xài các bạn rồi thương lượng giá xong rồi mới định ngày hái. Thì thường bữa trước bữa sau là hái thôi các bạn ơi, hoặc là một hai ngày thôi chứ không có để lâu. Còn về sài cốc cũng có nhiều nhà vườn uh, um, cũng có nhiều anh chị comment phía dưới uh, hỏi là giá sài cốc đó các bạn. Thì giá sài cốc mà uh, thường uh, là vườn mình uh, bên mình uh, là mua xài đài Loan lớn xong rồi uh, mua luôn sài cốc cho nhà vườn nha nhưng mà thường ở bên đồng tháp là giá xài cốc nó rất là thấp, nó thấp hơn bên an giang và uh, luôn luôn lúc nào cũng thấp hơn an giang nha các bạn. thì đa phần lái nói là do là xài cốc bên đồng tháp nó nhỏ trái hơn bên an giang. rồi uh, dưới thứ uh, bên an giang là nhiều dựa đóng xài cốc lắm các bạn, nên nhiều khi cũng uh, nói chung là giá giá cạnh tranh á còn mà ví dụ như nhà vườn nào mà một hai tấn á nếu mà bán xài xài lớn rồi mà còn xài cấp mà được một hai tấn thì muốn bán thì liên hệ em mình nha thì nếu mà một hai tấn thì có thể là sẽ mua các bạn còn ví dụ như các bạn bán xài lớn hết đi rồi còn hai ba trăm kg ba bốn trăm kg gì đó mà bán bên mình thì có thể là nhiều khi họ không mua các bạn thì mình cũng nói trực tiếp cho các bạn biết luôn nha anh em nhà vườn nào mà mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi video hôm nay mình xin phép kết thúc tại đây các bạn ơi thì Ngày mai mình sẽ tiếp tục cập nhật giá cho các bạn Nếu có gì thay đổi thì mình sẽ cập nhật cho các bạn nắm nha Thôi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo